thì mình sẽ dùng cái phần là có những cái số đo, ví dụ mà có cửa này dạ
đó một hai mươi phần trăm hoặc là trong phần mềm đó là khách sạn, thì sau này đồng bộ cái yêu thương vị lấy được năm giờ thôi, nhưng mà không cần phải ngồi có thời gian các bạn bay lại, không cần có thời gian bay lại các thương vị, thì cái thương vị thực ra là như thế nào, nó là như thế nào thôi. Action 3 thì cái cột đầu tiên Action 3 là properties, thì nó giống trong các bạn nó có cái một cái vòng tròn cố định, cái vòng tròn chủ của mình ấy, thì bạn thấy là nó những con cái dấu như những dấu xoay xoay cũng như là nó đang trạng thái gọi là di chuyển đang có cái xoay cái lúc navigation mode cái lúc định vị nó vẫn còn bật, thì mình không có chọn là cái gì chứ, mình không có chọn là cái gì chứ, tại vì cái lúc định vị còn bật thì nếu mình muốn gọi là chọn cái gì đó mình phải tắt định vị đi. Đây tất cả mình sẽ mất tắt định vị, thì cái con trọng nó sẽ thật cái dấu hỏi lại, lúc đó mình sẽ bắt đầu chọn cái gì lưu ý mình hay bị hỏi lúc mà mình mới học mình bị lộ ngoài ngoài khi mà người chỉ trình hơn cái báo cáo sớm là chỉ nổi lên rồi. Thì đây cái này nó như một cái thì nó sẽ hiện ra cái properties của cái gọi là thằng số đó, ví dụ như là từ một triệu nó sẽ không rồi nó có những cái bên này cái cột cái gì của action bar là như nào, cái này là cái mặt của cái chương trình gì, khi ấn vô nó sẽ có những cái câu chuyện có sẵn, nó có sẵn này, ví dụ cửa thứ nhất cửa một trăm cái gì là cửa một trăm, nhưng mà kiểu như là trong cái gì là kiến trong đó, thứ ba là cửa một trăm thì nó có đủ hết, nghĩa là tùy theo yêu cầu của bạn hay vẽ cái gì mà nó sẽ có. Đây là cột đây là từ dày một sang rưỡi, hai bốn sang, ba mươi sáu sang rưỡi, mười lăm hai mươi sang, nó cho hết cái từ tròn tròn xong rồi bắt đầu tạo kéo không sẽ bị mai lại. Cái thứ ba là chim từ ở trong Ava thì không xài lại theo kiểu rõ như trong công khác, nhưng mà sẽ là chọn của mặt hát chim có lúc hát chim. Và cuối cùng là line gì trong line thì nó có sẵn luôn, ví dụ như là cái câu chuyện nhỏ thì mình cần người nhỏ thì đây nó có sẵn cái người nhỏ, còn câu chuyện bự trên bảng mặt bằng này nọ thì nó gần những người lớn và thêm cái số lớn thì nó có sẵn hết. Cái này thì được lấy xong rồi bật vô rồi vô. Cái này thì qua cái phần bài 2, cái phần sau khi mà có lập rác 2D rồi bắt đầu qua lập rác 3D để chúng ta sử dụng như vậy. Thế sơ qua đây các bạn biết cái gì nó làm đâu cái này. Còn bắt đầu xài thì phần sau, cái phần sau có lập sẵn lắm. Như là library thì là thư vị thì nó giống, chúng ta là có việc nó thư vị thì nó cũng giống như là vô library thì nó sẽ có 2D object kiến trúc và thấp luôn hay không thấp là để đi tới những phần khác surrounding là những phần xung quanh, và cuối cùng là khi mà làm nó sẽ có những cái gọi là finish structure, những cái công việc làm như sau thì ở vô thì nó sẽ đang khác cuối cùng nó chưa đến khi mà bạn kiếm được khác đặc biệt. Cái này là một thương hiệu đó, nhưng mà để còn gặp cái thương hiệu này cũng mất hai cái thời gian, nhưng mà khi mình đã xong mình biết cái gì nó làm đâu rồi đó, thì khi các bạn làm việc quen đó, thì các bạn nghe làm việc này gặp đó, thì các bạn nghe quen sau này các bạn biết chính xác nó làm đâu luôn, mình luôn để chọn cái gì luôn đó. Ví dụ như đây tôi tiếp mà khi mình cần cái gì nữa mình cần energy thì là cái gì đó mình cần thì vô thì nó sẽ có cái gọi là để được nước nóng là cái gì là nước sôi hơi thì vô gọi là vô kia công việc hay là gì làm gì sau thì nó bỏ vô cái password này
hơi vô dụng nhất. Tại vì cái outline nó không phải cái thời gian, nó phải cái thực phẩm. Đối với lại kiến trúc thì đối với lại công trình nó phải cái thực phẩm theo cao hợp một và theo tên của mỗi công việc. Mỗi công việc thì là nó sẽ có tên riêng, nó sẽ còn cái tên bản riêng, nó lấy cái cho bạn đó hoặc là chuyển cái tên đó, cho nên sẽ không xài gì tới bây giờ. Nó sẵn hết, hầu như xài luôn, không được những cái bản. Thank you.
Xin lên kênh của thầy đó hoặc trên tường Facebook. Hiện tại tại vì mình chưa được làm mất cái option 3 nên mình quên có một cái cách là khá là vừa như sau là bạn save, bạn cần nó đánh, bạn save và bạn vẽ lại. Sau đó bạn ra, bạn thấy là có chương trình, xong bạn vô lại nó sẽ có cái option 3 lại. Thì còn đây là mình sẽ được chiếm lại cái cách mất cái option 3 khi đã. Thank you.
nhanh ví dụ thôi thì cái gì xuống thấp của mình thì mình xét là L hay T hay gì đó. Thì bữa sau khi mà các bạn làm hoàn thành xong bài tập á thì để mà quen với cái thân phụ, để mà quen với những cái vị trí đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xét cái tắc của mình vẽ cho nhanh. Thì tạm thời chúng ta đầu cứ vẽ một cách truyền thống nhất có thể, ví dụ như mình muốn nó thì ở đây thì nó không buông ở như đây, mình sẽ chọn câu chuyện, chọn câu chuyện thì nó sẽ hỏi là môi trường điểm nào, nó ở dưới này xuất hiện là môi trường điểm nào, rồi điểm gốc đó nó đáp độ để người ta tìm ra xét được đó. Và nếu các bạn cần mua gần hoa độ thì sẽ được thì phải ấn cái đó. Ví dụ là sau đó là mua đăng ký nào đó, thì có nghĩa là có như vậy thì nó sẽ bắt cái điểm gốc ra xa, ra xa cái điểm gốc ra mặt của cái đoạn mình được nhận chưa này. Mirror copy và rotate. Cái này khi mà cái mirror thì sẽ có mirror with down copy, nghĩa là mirror mà không copy hoặc là copy rồi và mirror một lúc, hoặc là khi nó còn nó còn cái áo mirror giả mặt phẳng được nữa thì mirror copy nhé. Nó vô thì nó sẽ hỏi là cái câu kiện nào select em mình sẽ muốn mirror, sẽ lấy một cái câu kiện muốn mirror. Sau đó mình ấn một điểm nào đó trên cái mặt kia rồi thì đó thì nó sẽ bắt, nó sẽ đọc bắt từ cái điểm nó sẽ bắt như nó bắt luôn thì đó. Thứ ba, dựa thành ba lê là cái bài
Rồi, giờ mình nha. Thank you.